Rồi công ty em đang có cá chim từ 3 phân, 4 phân, 5 phân nha bà con. Qua Tết bà con ủng hộ thả giống nha. Qua bên này thử chiến được bể này thì thôi bằng cá liệt luôn. Thì hiện nay công ty em có giống cá chim ở khu vực Lương Sơn và khu vực Xuân Tự. Đây cá đang ăn thức ăn G8 của công ty Inve. Thì công ty em có nhiều cơ sở cá chim, cơ sở này đang có khoảng 50 bạn cá. Hồ này là cá 4 phân. Hồ này cá 4 phần rưỡi.